Vào lúc 0 giờ sáng ngày 21 tháng 12 năm 2021, chung kết Miss Eco Teen International 2021 đã diễn ra. Đại diện Việt Nam Bella Vũ đã xuất sắc giành ngôi vị cao nhất. Theo đó, 4 cô gái cùng có mặt trong top 5 bao gồm các đại diện đến từ Philippines, Mỹ, Bỉ và Ai Cập. Với chiến thắng này, Bella Vũ giúp Việt Nam có thêm một chiếc vương miện quốc tế trong năm 2021. Vũ Huyền Diệu sinh năm 2008, mang hai dòng máu Việt Nam, Singapore, từ nhỏ đã sở hữu ngoại hình vô cùng xinh đẹp, chiều cao có phần vượt trội hơn so với các bạn đồng trang lứa. Ngoài cương vị hoa hậu của Miss Eco Teen, Vũ Huyền Diệu còn được khán giả biết đến với tên gọi Công Chúa Tài Năng khi cô đoạt giải thưởng Công Chúa Tài Năng Prince and Princess International 2018 tổ chức ở Thái Lan. Bella Vũ sang Ai Cập dự thi từ ngày 8 tháng 12, tranh tài cùng hơn 60 thí sinh đến từ các quốc gia khác. Với khả năng sử dụng tiếng Anh tốt cùng kinh nghiệm tham gia nhiều sân chơi nhan sắc, Vũ Huyền Diệu đã xuất sắc đăng quang cuộc thi năm nay.